Người ta luôn diễn giải hạnh phúc là phải có cái này, có cái kia. Người có tiền tài, có của cải, có chồng, có vợ, có con, có từ vật chất đến tinh thần. Nhưng kỳ thực không mới là hạnh phúc. Không lo lắng, không muộn phiền, không bệnh đau và không có tai họa. Đó mới là hạnh phúc thật sự mà chúng ta đang tìm kiếm. Ngoài kia, nếu cuộc sống có bộn bề và áp lực quá thì hãy ghé đến Mộc Nhiên, với không gian an yên và tĩnh lặng cùng với tiếng nhạc du dương sẽ làm cho tâm hồn của các bạn trở nên thư thái. Ai cũng có một tiếng ngưỡng cho riêng mình, vì thế hãy để tiếng ngưỡng đó chữa lành đi những muộn phiền của cuộc sống dành cho bạn. Mỗi chiếc bàn cũng như là mỗi góc ngồi của chúng ta sẽ được decor rất khác tùy vào sở thích, tính cách và nhu cầu của các bạn mà các bạn chọn cho mình một vị trí ngồi ưng ý nhất nhé. Menu của quán cũng không được đa dạng lắm đâu, đa phần là nước trái cây nè, trà nè, sữa làm từ các loại hạt nè, và bánh cũng làm được từ các loại hạt luôn. Theo khẩu vị của riêng mình thì trà trái cây ở đây có vị ổn nha. Bánh được làm từ các loại hạt á thì có vị béo nè, thơm nè, nhưng mà không có ngọt lắm. Thì cái bánh này nó giống như bánh lăn á các bạn, nó sẽ có một lớp caramel ở dưới và ở phía trên á là được làm từ các loại hạt. Màu sắc á thì được làm từ bí đỏ. Nói chung á là để ra một cái thành phẩm bánh làm từ các loại hạt như thế này cũng kỳ công lắm luôn á các bạn. Bởi vậy nên á, bánh này rất phù hợp cho các bạn ăn chay đường nè, hoặc là ăn thuần chay á. Cái vị béo ở trong bánh á nó là từ các loại hạt, và hương thơm á là từ caramel chứ không phải là từ sữa hay là cái mấy cái hương liệu bên ngoài đâu nha. Ngoài ra quán còn có bánh tiramisu á cũng ngon lắm á. Nếu mà các bạn muốn đổi vị á thì thử nha. Chúc các bạn có một trải nghiệm thật tốt. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye.